Rồi tiếp theo cái lô này tổng hợp nha quý vị. 912 6 cây. Lô này 6 cây là 300k. Đầu tiên một cây chân vàng đang ra bông nè. Đó. Cây số 2 là một cây sơn liễu nha. Cây số 3 là một cây kim thanh mai nha. Đó. Siêu mini nha, nè có chút bẹo thôi nha. Đó, nu nhóc luôn nè. Nhỏ xíu chứ nu nhóc luôn á. Già quý vị. Rồi. Cây số 4 là một cây gì biết không? Cây này là cây cây sâm núi có trái luôn nè, đang gà trái nhóc luôn nè. Nè, thấy trái không? Tại sao này rung quá vậy ta? Đây nè. Trái nè. Nhóc hết trơn luôn nè, đang lú 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 ra nè nha quý vị. Đó. Bán có 300 một quảng cáo sản phẩm quá vậy ta. Nè, trái nè. Đó, là nó trơn luôn nha. Rồi 4 cây 6 cây ba sĩ. Đây, nó trái nhóc hết trơn luôn. 4 cây còn 2 em nữa. Cây nữa là cây cần thăng nha. Rồi ông nào mua thì cứ mua nha, đừng có nói đổi tôi cây chân vàng hay cây cần thăng hay cây gì để sơn liễu lấy cái gì khác nha. Tôi không có khoái à. Đăng gì mua nấy đi, đừng có đổi tới đổi lui tôi mệt lắm nha quý vị. 6 cây có 300 mà đổi tới đổi lui là tôi không có khoái. Rồi vậy đi. Đó. 6 cây 300 nha. Rồi, đây là cái cây thứ 5 nha. Thêm em nữa nè. Em này biết em gì không? Sam hương ôm đá. Còn sót lại có một cây già cú cụ luôn. Đó, thấy chưa? Siêu mini ôm đá nha. Nè. Rồi, xong. 6 em. Rồi xuống đi Vy ơi. Kết thúc nha quý vị.